mà anh bảo anh là chồng của tôi ấy, thế thì thực hiện cái nghĩa vụ làm chồng của mình đi. Tại sao mà cái gì mà công to việc nhỏ cũng đổ lên trên đầu của tôi? Này, tiền nong như chợ búa, nhất đến cả cái việc mà bật cái nút nồi cơm điện cũng đến tay của tôi là như thế nào? Bố mẹ là cái nhỏ chị. Cằn nhằn, suốt ngày cằn nhằn. Em nói mãi mà không thấy chán à? Em đừng tưởng mình em biết làm vợ nhá. Thử nhìn các bà vợ khác xem, có bà nào động một tí là nhảy cấm cấm lên như em không? Nhiều kêu ca lèm bèm suốt ngày. Im đi, nói ít thôi, nhức ở đầu. Nói ai nói ít thôi? Thái độ gì đấy? Định đi đâu? Anh đi đâu? Đi lấy luôn một con khác từ nhà mà làm vợ. Đi luôn đi, tôi chán lắm rồi đấy. Anh có dám đóng sập cửa trước mặt tôi à? Chính cô mới là người đóng sập cửa trước mặt mẹ thôi nhá. Mình không lại bố à? Chắc là bố có việc rồi. Thế ba mẹ con mình cứ ăn trước nhá. Có khi bố buồn vì cãi nhau với mẹ. Ở trong một nhà cãi nhau là chuyện bình thường con ạ. Nên là hai con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá nghe chưa. Thế bố mẹ xin lỗi nhau đi. Người lớn nhiều chuyện phức tạp lắm. Các con còn nhỏ chưa hiểu được đâu nhá. Hay ăn đi con. Thế bố mẹ đừng phức tạp nữa. Nào bây giờ ba mẹ con mình cùng ăn. Ăn xong nhá, Sam là sẽ tự giác học bài này. Xong rồi sau thì chơi Lego nhá. Vâng ạ. Tối nay mẹ có rất là nhiều việc để làm. Ăn đi con. Vâng ạ. Bây giờ mày bảo tao phải làm cái gì bây giờ? Không phải trong tối. Không ai dạy mày cách động viên người khác à? Nào nói nhá. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái gì? Giúp đi con tốt. Giúp đi con tốt. Anh mất bao công rồi em, đau khổ với em như thế mà em. Đứa nội thì... Đây, sao lại ngồi đây? Làm sao đấy? Hay lại cãi nhau với Khánh đúng không? Thôi, cháu ngồi ngoài này nó thay đổi không khí một tí. Cậu có vào đi. Cháu suy nghĩ về chuyện đời. Nghĩ chuyện đời? Thôi, vợ chồng cãi nhau để tăng thêm không khí hạnh phúc gia đình thì được. Nhưng mà cãi nhau xong rồi ra đây ngồi lặng im một mình thì là không ổn. Thôi, đi về đi. Về nhà vợ con nó mong. Để Maxi tí cậu mang về cho. Thôi cậu cứ vào với bạn đi. Cháu ngoài này cháu tâm sự với Maxi một tí. Cãi nhau rồi ra ngồi mình tâm sự với chim. Chịu mà. Ê, thế tục hè. Phải bố bỏ nhà ra đi không nhỉ? Em cứ nói linh ta linh tinh. Thế sao giờ này bố chưa về? Này nhá, bỏ nhà ra đi thì phải có xe, có tiền, đeo ba lô chứ. Bố làm gì có gì? Không phải là bố bỏ nhà đi, mà là bố sang nhà bạn chơi con ạ. Thấy chưa? Chị bảo rồi. Thôi hai đứa nằm xuống ngủ đi nhá. Vâng ạ. Mẹ xin lỗi, mẹ hơi mệt, không thể đọc truyện cho hai con nghe được. Chúc mẹ ngủ ngon. Con chúc mẹ ngủ ngon. Sao em rốt thế? Toàn nói câu là mẹ buồn. Sao lại buồn? Nói ra em cũng không hiểu đâu. Đi mà em hiểu mà.